Rose hẹn hò Lisa tại biệt thự riêng, ôm nhau quẩy, được nửa kia, tặng quà hát Lisa và Rose vừa qua khiến người hâm mộ toàn cầu đứng ngồi không yên, khi cả hai vừa tái ngộ nhau tại xứ sở cờ hoa. Không chỉ vậy, đôi bạn thân còn cùng nhau nhảy dance challenger The Ocksta giờ càng làm dân tình thêm phấn khích. Sáng 7 tháng 7, Lisa Blackpink khiến cộng đồng mạng nháo nhào khi tung clip nhảy dance challenger The Ocksta giờ cùng nàng bạn thân Rose. Đặc biệt cộng đồng fan còn nhanh chóng phát hiện nơi mà Lisa, Rose thực hiện dance challenger chính là biệt thự của Lisa tại Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ. Cuộc tái ngộ của hai thành viên nhóm Blackpink gây xôn xao. Bởi kể từ cuối năm ngoái, sau khi cả bốn thành viên Blackpink không gia hạn hợp đồng cá nhân với IG Entertainment và lần lượt có con đường riêng, họ rất ít khi gặp nhau. Đây là lần hiếm hoi các cô gái chia sẻ về buổi gặp gỡ sau một thời gian dài. Đoạn clip trên lập tức khiến các fan vô cùng phấn khích. Chỉ sau chưa đầy 2 giờ đăng tải, clip đã nhận về 3 triệu lượt xem cùng hơn 1 triệu lượt thả tim trên kênh TikTok của Lisa. Trong đoạn clip vỏn vẹn 12 giây, Lisa và Rose cùng nhảy trên nền giai điệu The Ocksta giờ phiên bản Sweet Up. Tuy nhiên Rose nhảy thì ít mà, sơ hở là ôm bạn thân Lisa thì nhiều. Khoảnh khắc này làm các fan thấy quen quen, khi thời điểm cả hai thực hiện dance challenger LALISA của Lisa cách đây 3 năm trước, cũng không khác là bao. Có lẽ vì đã xa nhau quá lâu rồi nên cô nàng Rose phải tranh thủ, mà thôi. Chẳng thế mà các fan trèo thuyền, cho bộ đôi cha Lisa như ngồi trên đống lửa, mà được dịp replay liên tục đoạn clip vì quá nhớ gặp bạn thân này. Sau đó, trên tài khoản Instagram, Lisa tiếp tục chia sẻ hình ảnh chụp Rose đang chơi trò bóc món đồ chơi đang gây bão, nhất thời gian này Lab Ubu Macaron do mình giới thiệu. Điều này khiến không ít fan cứng của Lab Ubu đứng tim, vì có Lisa đã đủ khổ vì gây cháy hàng, thì không biết có sự góp phần của Rose sẽ còn khiến cho món đồ chơi này còn hát thế nào. Lisa và Rose đã có khoảng thời gian gặp gỡ thoải mái, Rose thậm chí để lộ mặt mộc không trang điểm. Trước đó, Rose cùng các thành viên Blackpink đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình khi Lisa tái xuất với MV Rockstar. Rose liên tục bình luận thể hiện sự khen ngợi vào các bài đăng của Lisa. Khi MV lên sóng, cô không quên chia sẻ lên Instagram cá nhân cho bạn thân của mình. Trên story, Rose phải viết hoa toàn bộ chữ cái như muốn hét lên với cả thế giới. Whip, lên luôn đi chị ơi. Lisa đây rồi. Trong story thứ hai, cô nàng còn thừa nhận mình bị ám ảnh sau khi xem MV của Lisa. Trước đó, Rose cũng như muốn hét lên AHHH khi xem teaser cực cháy của cô bạn thân. Thậm chí, khi được một fan thẳng thắn hỏi, bạn thấy MV của Lisa như thế nào? Không mảy may suy nghĩ, Rose lập tức trả lời, I love it. I'm upset. Tạm dịch, tôi yêu nó. Tôi bị ám ảnh bởi nó. Hay như mới đây nhất, bên dưới bài đăng cảm ơn người hâm mộ của Lisa, Rose cũng đích thân vào trang cá nhân của nàng bạn thân để gửi gắm tình cảm, tự hào về cậu lắm, cô gái của mình. Hiện tại, Blackpink vẫn hoạt động nhóm dưới sự quản lý của IG, nhưng mỗi thành viên có con đường phát triển riêng. Lisa đã thành lập công ty LLOUD đầu năm nay, Rose cũng vừa gia nhập công ty The Black Label của nhà sản xuất Teddy. Việc Rose lựa chọn The Black Label khiến người hâm mộ yên tâm, bởi Teddy là nhà sản xuất đã gắn bó với Blackpink ngay từ những ngày đầu debut. Anh được ưu ái danh xưng phù thủy âm nhạc, là người đứng sau các bản hit lớn của nhóm như Boom Bang Ra, Zuzu Zuzu, QG Club, How You Like That, Pink Venom.